Xin chào các bạn, mình là Thắng. Hiện tại mình đang là thực tập sinh của K2 lớp Happy của Đại học EDX. Mã số sinh viên của mình là CUV020HB21. Thì hôm nay mình đã được học một môn học mới, đó là mang tên khởi nghiệp kinh doanh. Thì hôm nay hiện thì bây giờ mình sẽ tổng kết lại cho các bạn nghe xem hôm nay mình đã học được những gì. Trong mỗi chúng ta ai cũng có suy nghĩ sau khi học xong 12 năm học, chúng ta sẽ được ra ngoài xả hơi, kiếm một công việc làm phù hợp với bản thân. Bên cạnh đó, cũng có những người không thích những công việc như vậy. Họ muốn tiến cao hơn bằng cách học đại học hoặc là học cao đẳng để có một công việc ổn định và nhàn hạ hơn. Vâng, tất cả những dự định mọi người đặt ra xong học xong đều là bắt nguồn từ một công việc, hay nói cách khác đó là khởi nghiệp. Vậy, khởi nghiệp là gì? Đây là câu hỏi đầu tiên đặt ra. Đối với mình thì sau khi nghiên cứu thì theo Wikipedia thì khởi nghiệp là một thuật ngữ chỉ về những doanh nghiệp đang trong giai đoạn kinh doanh nói chung, và nó thường dùng với nghĩa hẹp các công ty trong giai đoạn lập nghiệp. Chúng ta đang có gì ạ? Có câu hỏi thứ hai thì là khi nào các bạn đang lập nghiệp, khi nào các bạn lên lập nghiệp? Có rất nhiều lý do để lập nghiệp. Thứ nhất thì đó là các bạn đang thất nghiệp. Thế giới hiện nay đã chứng kiến những người chứng kiến bao nhiêu tấm gương dám bỏ việc vẫn thành triệu phú. Song không phải bất cứ ai từ kẻ thất nghiệp cũng có thể thành ông chủ. Tuy nhiên, chính thất nghiệp lại là một chất xúc tác cực kỳ hữu hiệu nếu từ lâu bạn đã nung nấu một ý tưởng kinh doanh nào đó. Có nhiều người khi bị sa thải chỉ dồn hết sức lực vào việc trả đũa kẻ đã khiến họ thất nghiệp. Bạn thấy cái hành động như thế nào? Hãy comment xuống dưới bài viết này giúp mình nhé. Nếu bạn đủ khôn ngoan, bạn sẽ không làm như vậy. Hãy coi việc bị sa thải là một cơ may và động lực để làm lại từ đầu. Và những dự định còn đang dang dở, những ý tưởng từ lâu bị bỏ quên ở bắt đầu công việc kinh doanh của chính bạn. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Thất nghiệp chính là lúc bạn không có gì để mất. Vậy tại sao chúng ta không thử bắt nắm lấy cơ hội này để mở ra một trang mới trong cuộc đời bạn? Có nghĩa chúng ta lật sang trang khác. Cái lần là gì ạ? Cái lý do thứ hai mà khiến bạn nên khởi nghiệp, đó là bạn đang ngán công việc hiện tại. Bạn có đồng tình rằng cuộc sống này quá ngắn ngủi nếu cứ cam chịu làm những việc công việc mà bạn ghét cay ghét đắng không? Và có lẽ cũng chẳng có ông chủ nào thu về hàng triệu đô mỗi năm mà lại chán ghét công việc của mình. Điều đó chứng tỏ một chân lý rằng, một khi bạn đã chán ngán với công việc hiện tại, đó chính là thời điểm đúng đắn để bắt đầu một công việc kinh doanh của chính mình. Tuy nhiên, bạn chưa thể thành công nếu chỉ rời bỏ công việc cũ. Cái bạn cần làm bây giờ ấy là đầu tư thời gian để tìm ra ý tưởng kinh doanh phù hợp, và một khi đã cảm thấy tự tin, hãy bắt đầu thực hiện ý tưởng đó. Và lý do thứ ba thì nó khá là bắt buộc các bạn, đó là bạn cần phải có thời gian. Công việc kinh doanh sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều nếu bạn muốn bắt đầu sự nghiệp riêng mà lại bận bịu với quá nhiều việc trong cuộc sống thường ngày. Đó là lý do vì sao bạn nên bước chân vào con đường kinh doanh khi bạn có nhiều thời gian và sức lực nhất. Muốn đi một vài năm đã là lúc bạn ngập đầu trong những khoản thế chấp, học phí hay những kỳ nghỉ của gia đình mà không ai khác bạn là người chi tiền. Công việc kinh doanh mang lại cho bạn không ít phần thưởng đáng giá. Đó là niềm phấn khởi, là thành quả mà chúng ta đạt được, là sự tự do về mặt tài chính và nhiều điều khác nữa. Nhưng mà bạn cũng cần phải nhận thức rõ ràng về mặt trái của công việc này. Bạn sẽ gần như không có thời gian. Bạn sẽ không nhiều thời gian như trước để gặp gỡ, trò chuyện với gia đình và bạn bè. Thu nhập có thể là con số 0. Nếu như bạn còn độc thân hay đã có gia đình nhưng chưa sinh con hoặc đang dự định lấy chồng, lấy vợ, thì cùng lúc bạn lại muốn bắt đầu công việc kinh doanh thì đừng chần chờ gì nữa. Thực hiện ngay từ bây giờ trước khi quá muộn, bởi vì bạn đã có quá nhiều thời gian. Yếu tố tiếp theo tác động đến việc kinh doanh cũng như khởi nghiệp ấy, đó là khi bạn còn trẻ.
Tại sao? Tại sao bây giờ tôi nói tại sao mà các bạn lại trẻ? Các bạn từng tưởng tượng nhìn các người doanh nhân thành đạt thì cũng phải tầm độ 50, 51, 50 gần 60 tuổi rồi thì họ mới thành đạt được đúng không? Không. Tuổi trẻ chính là một ưu thế để bắt đầu kinh doanh. Càng bắt đầu kinh doanh sớm, bạn càng có thêm nhiều thời gian để học hỏi. Khi còn trẻ, người ta thường không tránh khỏi sự non nớt và không tránh khỏi những sự non nớt và thiếu vốn sống. Trên bước đường tích lũy kinh nghiệm bản thân, nhiều khi bạn sẽ có những quyết định sai lầm, thậm chí sẽ phải trải qua cảm giác ở tù. Hay tệ hơn là bạn sẽ bị lâm đến cảnh phá sản. Bùm. Thì trong một blogger Michael Arrington nhớ lại cuộc nói chuyện hồi năm ngoái với ông chủ một doanh nghiệp. Trong đó nó có nói, người làm kinh doanh cũng giống như các cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp vậy. 25 tuổi là thời điểm sự nghiệp của họ nở rộ, xong khoảng thời gian đó không dài, đến 30 tuổi hầu như họ chấm dứt sự nghiệp thi đấu, giống như các cầu thủ bóng đá cũng thế. Từ cái khi lưng chừng 30 đổ xuống, họ hầu như là sẽ chấm dứt. Vậy nên hãy hành động khi còn trẻ. Có thể ai đó không đồng tình với những con số nêu trên, song bạn không thể phủ nhận một điều rằng công việc kinh doanh sẽ dễ dàng hơn khi bạn còn trẻ, còn sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Chẳng ai có thể than vãn rằng phải chi họ không bắt đầu sự nghiệp quá sớm. Mà bây giờ chỉ có những người hối tiếc vì không bắt đầu sự nghiệp sớm hơn. Hãy cứ sống vì đam mê. Tuổi trẻ của bạn không quay lại đâu. Bây giờ xem nào. Việc khởi nghiệp sẽ giúp bạn chinh phục đam mê bằng việc xây dựng những bài viết phục vụ ước mơ của bạn, để sau này không ai phải thốt lên hai từ giá như. Cái yếu tố để khởi nghiệp nữa đó chính là bạn có kinh nghiệm. Có những người bước chân vào công việc kinh doanh muộn hơn những người khác, thế nhưng họ vẫn có thể thành công. Bởi vì sao? Bởi vì kinh nghiệm làm việc lâu năm giúp họ dễ dàng thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Khi đang làm việc trong những công ty lớn, họ đã bắt đầu kinh doanh và dành dụm được một khoản vốn để sẵn sàng đầu tư. Đó cũng chính là chuyện của ông chủ Saving Star, David Rochon, người đã có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, và Michael Libenson, chuyên viên tư vấn kinh doanh có thâm niên 20 năm. Họ đã thành lập lên quỹ tiết kiệm Saving Star thông qua mạng lưới với 24.000 cửa hàng tạp hóa và quầy thuốc trên khắp nước Mỹ. Một nghiên cứu của Founder Insist Skill cho thấy năng lực hoàn thành các dự án kinh doanh cộng với kinh nghiệm thực tiễn giúp những người bắt đầu kinh doanh muộn hơn có khả năng nhận diện và hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh cao hơn những người khác. Và cái điều tuyệt vời sau đây các bạn nghe sẽ là rất vui sướng, bởi vì đối với những ai mà cảm thấy kinh doanh là niềm đam mê không thể chối từ, thì khi một ý tưởng kinh doanh ám ảnh bạn đến mức khó lòng gạt ra khỏi tâm trí, đó là lúc bạn nên bắt đầu kinh doanh. Bạn sẽ thấy rằng dù cho không ai nghĩ đến ý tưởng đó, vẫn trở đi trở lại trong suy nghĩ mình ấy, khiến bạn phải quyết định thảo luận nó với gia đình. Thậm chí nếu vì một lý do nào đó khiến bạn không thể thực hiện hóa ý tưởng đó, thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng ân hận. Trong kinh doanh, điều quan trọng nhất là bạn biết cách làm sao để giữ niềm đam mê kinh doanh luôn có sức ám ảnh và lôi cuốn bạn. Vậy nên tại sao bạn không bắt tay vào công việc ngay bây giờ? Tuổi tác hay địa vị không quan trọng. Tuổi tác hay địa vị đúng là không quan trọng, và nó không làm nên khác biệt trong cơ hội thành công trong sự nghiệp kinh doanh. Điều quan trọng là bạn không chần chừ thực hiện ý tưởng ngay từ hôm nay, chứ không phải bất cứ một thời điểm nào khác. Bỏ thời gian đi không trở lại. Nếu bạn chờ đến ngày mai, ngày kia, hay đến khi bạn được thăng tiến, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh hay là đã có gia đình, thì có lẽ cơ hội đã tuột khỏi tay bạn rồi. Vậy nên ngay bây giờ là tốt nhất. Rồi thì cũng chúc các bạn lựa chọn cho mình một thời điểm vàng để khởi nghiệp. Mỗi một lựa chọn sai lầm lấy đi nhiều thứ của bạn, nhưng mà cũng đừng lo, một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra là quyết định đó không hề sai lầm, và bạn sẽ hướng đến được một quyết định đúng. Và ngay bản thân tôi, hay tôi nói riêng hay là lớp tôi nói chung ấy, thì bọn tôi cũng được giáo viên của mình, đó là thầy Nguyễn Đình Hùng, cũng dạy cho mình
Đó là cái cách thành lập một công ty và một công ty gồm có những gì. Vậy nên hiện tại thì tôi đang đứng trước vai trò của một CEO tương lai, CEO của chính tôi thành lập. Vài hôm nữa thôi sẽ có rồi. Không, nếu tôi nói vậy thôi, hên xui ạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã đón xem. Xin chào.